Chào các bạn, mình là Việt Tuấn Vương Cầu, hay còn gọi là Kỹ Sư Hạm. Bạn cao 1m50, muốn chạy xe mô tô, thắc mắc làm sao có thể có chiếc xe nào có đủ chiều cao để cho các bạn chạy được. Đừng lo, với 6 cách mà tôi đưa ra, bạn sẽ có thể giảm được cái chiều cao của chiếc xe để cho nó phù hợp với chiều cao 1m50 của bạn. Cứ yên tâm mà xem. Cách đầu tiên, đó chính là gọt yên xe. Như các bạn sẽ thấy, chúng ta thường hay ngồi lên chiếc yên. Và cấu tạo của một chiếc yên thì nó sẽ gồm 3 phần: phần đế bằng nhựa, phần yên mút bên trong bằng mút, và phần da. Thì thông thường chúng ta có thể sẽ gọt bớt phần mút đi, sau đó chúng ta đắp da lại. Cái phần gọt bớt mút này nó sẽ giúp cho chúng ta lùn hơn. Nhưng mà thực tế mà nói thì bạn không thể gọt mút quá nhiều của cái yên, tại vì lúc đó bạn sẽ ngồi nó sẽ rất là đau, sẽ rất là tê. Nên thường mà người ta gọt, nó chỉ gọt được khoảng 1cm mà thôi. Cách thứ hai đó là chính là sử dụng cái thanh tăng chỉnh chiều cao yên. Mình phải tăng cao và giảm nó lùn xuống theo ý thích của mình. Chiếc xe của mình đã được gắn thanh tăng chỉnh chiều cao yên, mình có thể tăng lên và hạ xuống. Đây, và bên đây là một chiếc xe chưa có gắn thanh tăng chỉnh chiều cao yên. Đây là một cái thanh zin, nó là liền nguyên một khối và nó không thể nào tăng chỉnh chiều cao được. Và nó hoạt động như thế nào, bạn hãy nhìn tôi đây nhé. Nó sẽ là tăng chỉnh chiều cao. Khi mà mình dặn, mình chỉ việc giữ và mình dặn, mình muốn nó cao hay nó giảm. Thì với xe mô tô á, càng tùy xe nha, có thể là xe nó sẽ càng dài ra thì nó sẽ càng lùn xuống, hoặc là có xe càng ngắn lại nó sẽ càng cao lên. Đó là tùy vào cái cách thức gắn trên xe của nó. Chẳng hạn như với chiếc SUV của chiếc tôi đây, thì cái bộ phận tăng chỉnh chiều cao yên của tôi đây, thì thanh này càng dài ra nó sẽ càng lùn xuống, và thanh này càng ngắn lại xe sẽ càng cao lên. Đấy, đó là cách thứ hai. Cách thứ ba đó chính là tăng giảm chiều cao của phục trước bằng cách nào. Mình sẽ soi cho bạn thấy. Chiếc xe này cái phụ đang để ở vị trí zin, mặt chắn 3 ngang với mặt cao nhất của phụ. Đấy, là như thế này. Còn qua cái xe này của mình đã hạ nó xuống đi khoảng 1 phân. Đây, mình sẽ đẩy cái đầu phụ nó cao lên khỏi cái phần chắn 3, và như vậy cái xe phần đầu nó sẽ lùn xuống. Thì với cái phần phụ này chúng ta có thể đẩy từ 1 tới 3 phân tùy vào xe, tùy vào phụ. Cách thứ tư đó chính là xử lý lại phụ sau bằng cách có thể thay lò xo ngắn hơn và nặng hơn, thì phụ sau nó sẽ ngắn lại và xe nó sẽ lùn xuống. Hoặc là mình có thể thay những loại phụ đồ chơi nó có nấm tăng chỉnh, có thể giúp tăng chiều cao hoặc là tăng độ cứng, mà thì khi đó mình xả mềm và mình giảm chiều cao nó xuống, xe sẽ lùn xuống. Xe của mình đã được gắn một bộ phụ đồ chơi và nó có thể tăng chỉnh độ cứng mà tùy theo ý thích của mình để phù hợp với trọng lượng của cơ thể của mình. Cách thứ năm đó chính là thay vỏ mỏng hơn, bạn nhỏ hơn thì xe sẽ lùn đi. Ví dụ như đây, xe mình đang xài nó đang là vỏ 240-45, thì mình muốn nó lùn hơn mình sẽ xài mâm vỏ 220-40 chẳng hạn, nếu có. Nhưng mà cái này là size nó hơi lớn rồi nên nó hơi khó tìm cái vỏ kiểu này. Nhưng mà đối với những loại xe khác, chẳng hạn như những chiếc xe như thế này, thì vỏ size thường tiêu chuẩn xe mô tô nó sẽ từ 180-55 trở lên. Nhưng nếu bạn muốn nó lùn hơn, bạn chỉ việc hạ nó xuống còn 170-50, có nghĩa là cái số phía sau và số phía trước nhỏ lại bao nhiêu thì xe nó sẽ lùn xuống bấy nhiêu. Cảm ơn các bạn. Cách thứ 6 đó chính là chọn lựa một đôi giày phù hợp với mình. Có trên thị trường có bán rất là nhiều loại giày giúp tăng chiều cao. Chúng ta có thể mua đôi giày có mũi và phần đế nó dày hơn bình thường, từ 2 tới 3 phân, sẽ giúp cho bạn vững tin khi đi lại cũng như ngồi lên xe điều khiển.